Hello, xin chào mừng tất cả anh em đã đến với kênh YouTube của Tốt Game Live. Và hôm nay thì cậu bạn sẽ giới thiệu anh em một con game nhập vai hành động có tên gọi là Polygon Fantasy. Đấy, một con game nhập vai hành động nhá. Con game này mới có trên Android thôi. Và cái điểm đặc biệt đó là con game này nó có đồ họa theo phong cách Polygon, hay anh em gọi là đồ họa phong cách gấp giấy đấy mọi người. Nó là những cái khối hình như kiểu đa giác gấp giấy. Đấy, thì anh em hay gọi là đồ họa Polygon. Thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau trải nghiệm tựa game Polygon Fantasy này nhá. Ở đây thì các bạn sẽ chọn một trong ba lớp nhân vật là Warrior, Witch và Rogue. Mình sẽ chọn là Witch đi. Đây, các bạn có các chỉ số là tấn công này, phòng thủ này và độ khó điều khiển. Mình sẽ chọn Witch nhá. Sát thương rất là tốt nhưng mà phòng thủ hơi thấp. Rồi, chúng ta sẽ điều khiển nhân vật. Các bạn sẽ có một đứa analog to đùng, to dã man con gan luôn. Tại sao nó phải làm to thế này nhỉ? Không ngờ cái nút analog nó to như vậy đấy anh em ơi. To dã man, là đầu tiên thấy một con game để cái nút analog to kinh khủng vĩ đại như vậy luôn ý. Ở đây mình đang chơi bảng giả lập thôi, game này thì anh em để chơi tốt bảng giả lập nhá. Và chúng ta sẽ đi là điều khiển nhân vật này. Như mình nói thì con game này thiên về dạng game là game nhập vai hành động, chúng ta sẽ điều khiển nhân vật chiến đấu. Đấy. Cái phần âm thanh chiến đấu thì chưa nghe hay lắm. Đấy, chúng ta có túi đồ này, chúng ta có thể lắp trang bị vào. Đấy, lắp vũ khí vào. Và tiếp tục. Đồ họa, game này đồ họa 3D nhá, nhưng mà nó khóa góc nhìn vào. Điểm nổi bật nhất là cái kiểu đồ họa theo kiểu dạng gấp giấy ấy. Đây là kỹ năng. Cái tiếng chiến đấu game này nó chưa đã lắm anh em ạ. Nhạc nền thì ok nhưng mà tiếng chiến đấu thì chưa đã lắm. Đấy. Đánh theo kiểu là non target. Bỏ qua một câu chuyện nha. Đấy. Kỹ năng tiếp theo. Ủa làm sao để đi qua cái lửa này ta. À mình chắn ở đây. Ôi đây như cái boss này. À, các bạn để ý là di chuyển và né đòn của boss nha. Kỹ năng thì cũng để điều hướng này anh em này. Đó. Game này nó sẽ thiên về kỹ năng cá nhân của người chơi rất là nhiều. Các bạn phải liên tục di chuyển. Ôi đúng trượt kỹ năng rồi. Ôi đông đấy. Đây nó giật set liên tục. Để ý về né nha. À, cái này là giật xét ra xung quanh này. Game này thì nó không có cái nút để nhà lộn né đòn anh ạ. Nên là các bạn phải để ý mà né thôi. Để ý di chuyển né nhá. Bởi vì là nó sẽ không có nút né đòn. Đây, kỹ năng tiếp theo này. Giật xét à. Khó phết đấy, không phải đùa đâu. Đấy, game khá là khó đấy. Nó đòi hỏi kỹ năng cá nhân khá là nhiều. Trong việc là vừa di chuyển vừa tấn công. Né đòn nữa bởi vì nó không có nút nhào lộn ấy. Rất là khó né. Ví dụ mình đang mải tấn công mà muốn né là phải để ý. Đó, nó không có nút nhào lộn nhanh để mình có thể né được. Đấy, các bạn lưu ý nha. Rồi, đây là giao diện này. Chúng ta có chỗ để mua các vật phẩm. Mình mua cái áo giáp này. Đấy, giao diện game hơi đơn giản tí. Đấy là đồ họa nó không được nét cho lắm bởi vì mình đang chơi bằng giả lập ấy. Nên là tí nữa mình sẽ chỉnh cái phần cài đặt xem sao, nhưng mà nó hơi bị mờ nhỉ. Bởi vì là mình đang chơi bằng giả lập, chắc là nó giới hạn cái cấu hình lại. Mình không có điện thoại, mình chơi tạm bằng giả lập Android thôi. Đây, game thì dạng theo cái dạng game đánh theo kiểu vượt ải nhá. Chắc là không có auto đâu, dạng game này mà auto nữa thì chán phèo. Rồi, bắt đầu ván đấu tiếp theo. Mình bị giảm cấu hình anh em ạ. Đây. Game hỗ trợ 60 FPS luôn. Đấy, phần điều khiển này, chúng ta có auto attack, à có auto nhá, có auto attack luôn. Có auto attack luôn, tức là số FPS 2G camera, tức là để camera cao lên đúng không? Hy vọng là mọi thứ ổn, mình để lên cao nhất rồi. Vẫn được, vẫn chơi vẫn mượt nha, giả lập chơi game vẫn được. Ủa, sao nó không auto attack ta? Ngồi đông thế. Đấy, các bạn này sử dụng kỹ năng của nhân vật nhá. Sao nó, mình bật auto attack mà nó không auto attack ta. Đây có auto nhặt đồ này. Auto target là tự động tìm mục tiêu. Đấy có cả độ zoom luôn. Các kiểu. Phần other này. Đấy, có cả code cũng nhá. Ngôn ngữ thì không có tiếng Việt nha anh em nhá. Thế các bạn chơi tạm tiếng Anh. Đấy game chưa có tiếng Việt. Rồi tiếp tục này. Ủa sao nó không tự động tấn công nhỉ? Không có tự động tấn công đâu, mình vẫn phải điều khiển bằng tay rồi. Hoặc là nó chưa mở. Đây, nhặt bình máu này.
Cái này là bình máu đúng không? Đúng rồi. Đó, chúng ta sẽ có cả bình máu. Âm thanh game này chưa hay lắm. Âm thanh chiến đấu game này nghe khá là nhạt. Khá là nhạt nhòa. Ai, sử dụng kỹ năng tấn công gây choáng cho kẻ thù luôn. Mình rất là thích cái đồ họa kiểu phong cách polygon nha. Mình rất là thích chơi những con game mà có đồ họa polygon này, kiểu đồ họa gấp giấy, anh em hay gọi là đồ họa gấp giấy. À, giật sét này. Ui, mạnh chưa? Đấy, đánh mấy con mini boss thì anh em sẽ được đồ trang bị này lắp vào trong cho nhân vật luôn. À, nhân vật của mình sẽ có rất là nhiều 5 10 slot để lắp đồ. Băng đầu này, dây chuyền này, vòng cổ đó, vũ khí này, áo giáp này, găng tay này, nhẫn, hai nhẫn này. Tay vũ khí thì có tay trái và tay phải luôn. Rồi quần và giày. Đấy, để các cái slot để các bạn lắp trang bị vào. Game này theo kiểu dạng game nhập vai hành động. Được đấy, bạn nào thích kiểu game nhập vai hành động thì mình nghĩ là con game Polygon Fantasy này rất là phù hợp anh em. Được của nó nhỉ. Nhưng mà hơi khó chơi đấy. Mình nghĩ là sẽ rất là khó chơi. Đấy, để ý là né đòn của quái nhá. Ai à. Đó, đây là mấy con quái thường thôi, nó chưa đau lắm. Mình chơi Witch, phù thủy thì nó sẽ bị cái là xem quảng cáo nhận thưởng này, để nhận thêm thưởng. Game tích hợp quảng cáo nhá. Phòng thủ hơi yếu. À, phá mấy cái hòm này em ra được vàng này. À, nhặt vàng. Vàng rất là quan trọng nha, sau này các bạn. Ui, đợi, vừa nó ui cái gì ấy. Đông thế. Đây, nó bản đồ rất là rộng luôn. Một cái màn chơi rất rộng và mình, may quá là có cái phần mũi tên nó chỉ hướng để mình biết là phải nên đi đâu ấy. Một con thầy tế này. Đó, có hòm gì này. Nhặt đồ này. Đó. Kiểu dạng mình đang chơi một con game đi ải nhưng mà nó rất là rộng. Cũng thú vị phết, bản đồ rất là rộng luôn ấy. Cuối mỗi món ăn chơi này sẽ là con boss nhá. Nhưng mà mình chưa gặp boss. Đây là boss chăng? Giật sét mày này. Rồi, con này chưa phải boss hay sao ấy? Khá là yếu nhỉ? Hay là đây là màn chơi đầu game? À, đấy là con boss anh ạ. Nhưng mà nó yếu quá. Tại vì là đây là màn chơi đầu nên nó cũng làm khá là dễ thôi. Rồi sau nó mới khó hơn. À, ra là thế. Rồi, tiếp tục nha. Đây, có đăng nhập nhận quà này. Chúng ta sau này thì có các cái chế độ chơi như kiểu là Endless Dungeon này. Có League như là PvP. Đấy, phần kỹ năng nhanh bật thì level 5 mới mở. Nhiệm vụ là level 11. Còn Compension này là kiểu khiêu chiến boss là level 6. Hero là level 15. Nói chung là đây là giai đoạn ban đầu thì các bạn cứ phải trải nghiệm đã. Đấy, về cơ bản thì cái con Polygon Fantasy này như vậy thôi. Một con game nhập vai hành động. Và nó dành cho những bạn nào mà thích thể loại này. Đặc biệt là thích cái kiểu đồ họa 3D gấp giấy Polygon. Đấy, đúng như tên game gọi, tên game luôn. Rồi, thế ấy, ban đầu mình cứ đi vượt ải thôi anh em ơi. Nó cũng không có gì quá là khó ban đầu. Nhưng mà mình thấy là game nó sẽ có rất nhiều điểm thú vị hấp dẫn ấy. Bạn nào thích thể loại game nhập vai thì mình nghĩ là anh em sẽ thích cái con Polygon Fantasy này. Chơi cũng rất là được. Và các bạn để chơi bằng giả lập nhá. Game chơi giả lập rất tốt, hỗ trợ 60 fps và chơi rất mượt luôn. Mình cứ lúc đầu mình cứ tưởng là sẽ giật lag ở trên giả lập cơ. Nhưng mà không phải, mình thấy chơi là rất là ổn luôn. Ui quái đông thế. Ôi mình mất nhiều máu anh em ơi, không thể chủ quan được, bọn này nó đánh đau quá. Ui con gấu này. Giật sét cho khỏe. Mày láo này. Đó, đánh mấy con này là nhặt được đồ này. Chúng ta sẽ lắp đồ vào cho khỏe. Đây, hết máu thì các bạn thể dùng ăn hồi máu. Lắp cái giày vào. Đó. Đồ không dùng đến thì sau này chắc là bán đi được. Không biết là bao giờ mở khóa kỹ năng thứ tư.
cái này bị cái là nó khóa không nhìn, đôi khi là hơi nó bị che mất ấy, hơi khó nhìn. Bạn thấy không? Kể cả bản đồ nhá, nó làm theo kiểu gấp giấy luôn. Mình khá là thích cái kiểu đồ họa như này. Tất nhiên tùy gu mỗi người thôi, các bạn sẽ không thích cái kiểu này đâu. Đó, kỹ năng của cái nhân vật Witch này của mình thì hồi khá là lâu anh em ạ. Ủa, đồng thế. Đồng thế. Cái này phải xem quảng cáo thôi, thì mình bỏ qua. Được cái game này, một cái màn chơi ấy, nó làm thiết kế rất là rộng luôn. Rồi đánh boss này. Ui boss nhện. Nhện siêu to khổng lồ anh em ơi. Phải rất cẩn thận nha. Ui đau thế. Ồ thắng rồi. Nói chung là những cái màn chơi ban đầu thì nó sẽ thiết kế rất là dễ thôi. Ok, thì như vậy là cậu Vàng cũng giới thiệu cho anh em về một con game nhập vai hay hành động có tên gọi là Polygon Fantasy nhá. Bạn nào quan tâm mình sẽ để một đường link ở phần mô tả, bạn tải game chơi thử. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của cậu Vàng. Thú vị đừng quên like, share, chia sẻ cũng như là subscribe kênh TikTok Game Online. Cảm ơn anh em rất nhiều. Bây giờ thì xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại anh em trong video tiếp theo. Bye bye!